Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại phải chuyển đổi toàn bộ các thẻ từ tương đương khoảng trên 70 triệu thẻ ATM hiện nay sang thẻ chip vào năm 2020. Việc này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các hoạt động thanh toán cũng như gia tăng nhiều tiện ích cho khách hàng. Liệu mục tiêu này có khả thi hay không và đâu là thách thức lớn nhất đối với các ngân hàng thương mại khi thực hiện việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip? Chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ giúp quý vị có thêm thông tin chi tiết. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp ngay sau đây. Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 16 về việc chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử thẻ chip. Kế hoạch đã đề ra mục tiêu là triển khai khẩn trương, đồng bộ, phấn đấu chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, toàn bộ thị trường thẻ Việt Nam chuyển đổi xong sang thẻ chip. Việc triển khai thực hiện kế hoạch được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn từ đầu năm 2016 cho đến khi bộ tiêu chuẩn thẻ chip được ban hành, dự kiến từ 12 đến 15 tháng. Giai đoạn triển khai chuyển đổi kể từ thời điểm bộ tiêu chuẩn thẻ chip được ban hành đến hết năm 2020. Các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ ban hành kế hoạch chuyển đổi chính thức của mình và tổ chức thực hiện chuyển đổi theo kế hoạch. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao các vụ cục của Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ được phân công, xử lý các khó khăn vướng mắc, chỉ đạo các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ bổ sung, chỉnh sửa phương án chuyển đổi nếu cần và tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị cho chuyển đổi chính thức. Như vậy, theo như mục tiêu đề ra, sẽ có khoảng trên 70 triệu thẻ ATM sẽ được chuyển đổi hoàn toàn từ thẻ từ sang thẻ chip vào năm 2020. Riêng ngân hàng Vietcombank, Vietinbank đã dẫn đầu với gần 14 triệu thẻ, Agribank và BIDV dao động quanh mức 11 triệu thẻ. Thưa quý vị, với thẻ từ, thông tin của chủ thẻ được ghi trên giải băng phía sau mỗi tấm thẻ. Còn thẻ chip, việc lưu trữ thông tin đã được mã hóa trong con chip. Quy trình giao dịch bằng thẻ chip cần phải trải qua 8 bước gửi và xác thực thông tin. Do vậy, giao dịch bằng thẻ chip an toàn hơn thẻ từ. Chủ thẻ ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á bị mất 116 triệu đồng trong tài khoản vào rạng sáng ngày 27 tháng 6. Hay 12 chủ thẻ ATM là khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bị hách tiền trong tài khoản vào đêm 25 tháng 4. Trước đó, cũng có không ít khách hàng là chủ thẻ của ATM của nhiều ngân hàng khác như Vietcombank, Eximbank cũng rơi vào tình trạng tiền trong tài khoản không cánh mà bay, cho dù thẻ ATM vẫn nằm trong tay chủ thẻ. Thực trạng này chính là lý do đầu tiên Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện chuyển đổi trên 70 triệu thẻ từ sang thẻ chip chậm nhất vào cuối năm 2020 tới đây. Với thẻ từ thì chúng ta thấy là nó sẽ có giải băng từ đằng phía mặt sau và ghi nhận các cái thông tin của khách hàng ở đằng sau, ở trên cái dãy từ đó, và nó rất dễ bị đánh cắp bởi những thiết bị đọc thẻ gọi là skimming. Còn với những cái thẻ chip thì với những dữ liệu được mã hóa trong cái mẫu chip nhỏ đấy thì rất khó có thể đánh cắp, và đấy là lý do tại sao chúng ta có cái xu hướng là chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip. Đấy là trong thời gian qua, cái vấn nạn về an ninh bảo mật ngày càng trở nên nhức nhối, dẫn tới là cái việc mà chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip là điều cần thiết. Lý do vì sao cần phải chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip thì bởi vì là thẻ từ thì cái việc mà sao chép hay là giả mạo cái thông tin dữ liệu thẻ là khá dễ dàng, trong khi từ thẻ chip thì cái việc đó thì hoàn toàn là khó có khả năng thực hiện được, bởi vì họ áp dụng những cơ chế công nghệ mã hóa cao cũng như là dẫn đến là giúp cái bảo vệ cái việc mà giả mạo nó khó khăn hơn. Ngoài các thông tin để phục vụ việc rút tiền, tài khoản của khách hàng không thể ghi thêm thông tin nào khác trên thẻ từ. Với xu hướng hội tụ và tích hợp nhiều ứng dụng trên một thiết bị thanh toán như hiện nay, thẻ từ khó có thể đáp ứng những dịch vụ gia tăng, vốn là những điểm cạnh tranh chính trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay. Trong khi đó, thẻ chip còn có khả năng thực hiện các giao dịch trực tuyến. Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin, tính năng này góp phần tạo thuận tiện hơn cho khách hàng khi sử dụng. Ví dụ như là thẻ từ thì bây giờ tất cả các thanh toán thẻ từ thì hầu như được kết nối về máy server. Còn thẻ chip ấy thì cho phép chúng ta có thể sử dụng những thanh toán offline và có thể giúp cho cái tần suất thanh toán cũng như khối lượng thanh toán nhiều trong một cái thời điểm. Offline thì ví dụ như là chúng ta có thể thấy là trong thanh toán cho giao thông chẳng hạn, ở những cái thời điểm rất là đông thì những cái công nghệ thẻ chip này thì cho phép là không cần phải nối về server để kiểm tra khách hàng xem còn tiền ở server hay không và trừ tiền ở trên server. Cái việc sử dụng thẻ chip thì nó sẽ có một số các cái tính năng mà đối với thẻ từ thì chúng ta sẽ không tận dụng được các cái tính năng của các cái nền tảng công nghệ mới. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng thanh toán qua contactless hoặc là NFC. Thì đối với các cái hoạt động thanh toán không tiếp xúc đấy
Thì đối với thẻ từ thì từ xưa đến giờ chúng ta sẽ không có thể tận dụng được cái tính năng của thẻ. Đặc biệt là cái chuyện mà đưa ra những tiện ích mới, có thể là sử dụng những cái công năng của thẻ chip nó tiên tiến và nhiều cái tiện ích mà đem lại lợi ích cho khách hàng nhiều hơn. Ví đặc biệt như là chúng tôi có thể là phối hợp với các cái nhà cung cấp dịch vụ là tích hợp trong cái thẻ chip đấy những thông tin của khách hàng. Ví dụ khách hàng đến các bệnh viện, thay vì khách hàng phải sử dụng những cái thẻ riêng đặc thù của bệnh viện thì có thể sử dụng ngay những cái thẻ của ngân hàng để có thể khai thác giữa thông tin của khách hàng của ngân hàng với khách hàng của các cái đơn vị cung cấp dịch vụ như là bệnh viện chẳng hạn. Nắm bắt được xu thế cũng như hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2020 phải chuyển đổi toàn bộ thẻ từ sang thẻ chip, đã có không ít ngân hàng thương mại chủ động, tích cực lên kế hoạch và chuẩn bị cho công việc chuyển đổi thẻ ATM trong thời gian tới đây. Đây cũng là mục tiêu sống còn cho mỗi tổ chức tín dụng trong cuộc chiến thị phần dưới tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc Việt Nam xem xét ban hành công nghệ thẻ chip sẽ là một giải pháp để thay thế thẻ từ và phát triển thương mại điện tử. Do đó, muốn phát triển, các ngân hàng sẽ phải tính đến việc chuyển đổi, từng ngân hàng phải tính toán chi tiết cho phù hợp với điều kiện của mình. Trong quá trình đó, ngân hàng sẽ chuyển đổi dần và trước mắt có thể dùng đồng thời cả thẻ từ và thẻ chip. Tới thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước cũng đã hoàn thành bộ tiêu chuẩn để làm cơ sở cho các ngân hàng chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip, và theo kế hoạch bộ tiêu chuẩn này sẽ được công bố trong nửa cuối năm 2018 này. Khi tham gia cái dự án này thì chúng tôi đã xác định đây là cái mục tiêu để đảm bảo an toàn thông tin giao dịch cho khách hàng, thì lãnh đạo Ngân hàng An Bình cũng đã cam kết xây dựng và bố trí cái nguồn lực để thực hiện chuyển đổi theo cái yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Thì đối với giai đoạn 2020 thì tại thời điểm này thì Ngân hàng An Bình đã hoàn toàn đáp ứng các cái tiêu chuẩn về việc phát hành cũng như là chấp nhận thanh toán đối với thẻ chip. Thì Ngân hàng An Bình đã hoàn toàn sẵn sàng cho cái việc chuyển đổi. Thực tế cho thấy, việc chuyển sang thẻ chip không chỉ đơn thuần là thay thế một chiếc thẻ, mà ngân hàng phải nâng cấp thiết bị chấp nhận thẻ, nâng cấp hệ thống chuyển mạch nội bộ của từng ngân hàng để các máy ATM có thể nói chuyện được với nhau khi sử dụng thẻ chip. Do đó, nâng cấp hệ thống phát hành thẻ thì bản thân hệ thống chuyển mạch của công ty cũng phải nâng cấp. Việc chuyển đổi này sẽ góp phần gia tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ và góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi nêu trên cũng sẽ gặp một vài khó khăn như về mặt thời gian và kinh phí. Vâng, thưa quý vị, việc chuyển đổi này sẽ góp phần gia tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ và góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế một cách an toàn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi nêu trên cũng sẽ là thách thức lớn đối với các ngân hàng thương mại. Giá bình quân của thẻ chip hiện từ 35.000 đồng đến 58.000 đồng trên một chiếc. Chỉ tính riêng 4 ngân hàng gốc quốc doanh đã phải bỏ ra tối thiểu là 1.700 tỷ đồng nếu chuyển đổi hết số thẻ đã phát hành. Đó là chưa kể chi phí để nâng cấp hệ thống chấp nhận thẻ gồm máy ATM và máy chấp nhận thẻ thanh toán POS để tương thích với thẻ chip. Nếu chuyển đổi toàn bộ 70 triệu thẻ ATM hiện nay, các ngân hàng sẽ phải bỏ ra hơn 2.000 tỷ đồng. Chi phí lớn chính là điều khiến cho các ngân hàng chưa thể thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip trong khoảng thời gian vừa qua. Chi phí ở đây là cái việc không chỉ phải thay thế cũng như là nâng cấp các cái thiết bị hỗ trợ thanh toán, ví dụ như các thiết bị ATM cũng như các thiết bị POS để có thể tương thích với cái thẻ chip. Mà còn khó khăn ở vấn đề chi phí là nâng cấp cái phần mềm cũng như các ứng dụng chuyển mạch nội bộ của cũng như là ứng dụng quản lý thẻ của các tổ chức chấp hành phát hành thẻ. Thì cũng như là cái việc mà nâng cấp đó thì không thể là một ngày một ngày hai mà có thể xong được ngay, đồng thời về chi phí cũng rất là tăng. Bên cạnh đó thì cái vấn đề khó khăn thứ hai là cái việc có nên tăng cái chi phí mà thu dịch vụ hay không, thì vấn đề này cũng là tương đối nhạy cảm, bởi vì ở Việt Nam mình cái việc mà đề xuất tăng chi phí thì thường thường là chưa được sự đồng lòng của những người sử dụng dịch vụ. Thì hai cái yếu tố đó sẽ dẫn đến những khó khăn nhất định trong cái việc là đầu tư nâng cấp hệ thống chấp nhận thẻ. Chúng ta đều có lộ trình để chuyển đổi hoàn toàn sang thẻ chip. Nhưng bởi vì là cái chi phí đi kèm theo để một là phát hành và cá thể hóa cái thẻ chip đó, và cái chi phí cho các thiết bị để chấp nhận cái thẻ chip đó cũng không là nhỏ. Đấy, cho nên là có thể phải cân nhắc để làm sao để mình một cách đầu tư một cách hiệu quả nhất. Thậm chí, việc bỏ ra nhiều chi phí còn có thể dẫn tới sự e ngại của các tổ chức tín dụng trong việc chuyển đổi thẻ tại các ngân hàng thương mại. Chi phí đầu tư thì thẻ chip thông thường là tốn kém hơn khá là nhiều so với thẻ từ, bởi vì cái nền tảng công nghệ nó đắt hơn. Cái thứ hai là việc thay thế thẻ đó nó cũng phức tạp hơn so với thẻ từ. Và cái thứ ba là
cái quy trình để chúng ta tạo ra thẻ chip nó cũng lâu hơn và tốn kém hơn. Cho nên rõ ràng cái chi phí đầu tư tạo ra những cái thẻ chip thì nó sẽ tốn kém hơn khá nhiều so với thẻ từ trước đây. Bởi vì các ngân hàng đã đầu tư sẵn tất cả những cái cơ sở hạ tầng tài chính để chấp nhận cho việc thẻ từ rồi. Và bây giờ thực sự đến thời điểm này với bài toán kinh tế họ thấy rằng là họ chưa thu hồi đủ vốn và bây giờ chuyển sang công nghệ thẻ chip lại phải đầu tư một cơ sở hạ tầng mới thì dẫn đến là tâm lý ngại và dè chừng thậm chí là trì hoãn của cái việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip bao gồm nâng cấp phần mềm, hệ thống thiết bị chấp nhận thẻ và một số thành phần khác. Để phát hành được thẻ chip, các ngân hàng cần phải có bộ tiêu chuẩn chip nhưng tiêu chuẩn này vẫn chưa được công bố. Sau khi có tiêu chuẩn chung, các ngân hàng mới có thể triển khai việc chuyển đổi. Theo kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước thì dự kiến từ 12 đến 15 tháng sau khi ban hành kế hoạch này, NAPAS sẽ phải ban hành. Thế nhưng nay đã quá thời hạn trên một năm, bộ tiêu chuẩn này vẫn chưa có. Ý kiến cho rằng là chưa có tiêu chuẩn thẻ chip thì các ngân hàng chưa triển khai, chuyển đổi có phần nào đúng. Bởi vì nếu mà chưa có bộ tiêu chuẩn thì có thể là mỗi ngân hàng làm thêm một tiêu chuẩn. Và lúc đó khi tiêu chuẩn ra thì có thể là khác nhau và có thể gây ra tốn kém cho xã hội. Và Ngân hàng Nhà nước thì đang nhanh nhất trong các biện pháp, bằng các biện pháp có thể nhanh nhất để đưa ra những cái lộ trình chuyển đổi và cái tiêu chuẩn trong thời gian sớm nhất. Lộ trình mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra là đến năm 2020 phải chuyển đổi xong toàn bộ thẻ nội địa. Nếu chuyển đổi quá nhanh, gánh nặng sẽ dồn lên các ngân hàng và có thể chuyển sang khách hàng. Điều đó cũng có nghĩa rằng áp lực chuyển đổi thẻ nội địa cũng sẽ lớn dần. Vậy mục tiêu năm 2020 toàn bộ thẻ từ phải được chuyển đổi hoàn toàn sang thẻ chip có khả thi hay không? Câu trả lời sẽ được đề cập trong phóng sự ngay sau đây. Theo nhìn nhận của các chuyên gia, mục tiêu chuyển đổi trên 70 triệu thẻ ATM hiện nay sang thẻ chip chậm nhất vào tháng 12 năm 2020 là hoàn toàn khả thi nếu như các ngân hàng thương mại cũng như Ngân hàng Nhà nước đều quyết liệt trong quá trình chuyển đổi. Cái lộ trình từ 2015 đến 2020 thì về mặt chính sách nhà nước thì đã có những cái bước đi chuyển động từ khá sớm. Thứ hai là bộ tiêu chuẩn mà để áp dụng cho bộ tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho cái thẻ chip nội địa cũng đã được xây dựng xong bởi NAPAS cũng như đã áp dụng thí điểm cho một số tổ chức về phát hành thẻ cũng như là các đơn vị mà sản xuất cái thiết bị chấp nhận thẻ cũng như các bên liên quan thì đã thí điểm thành công luôn và cũng là hoàn toàn có thể đáp ứng được cho việc triển khai thực tế. Thì đó là cái cơ sở đầu tiên cho việc mà khả thi đến năm 2020 có thể chính thức hoàn toàn thể đáp ứng được cái yêu cầu kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước đề ra. Tôi tin là nếu chúng ta quyết tâm, việc gì chúng ta có thể làm được và với mốc 2020 đến bây giờ chúng ta còn hơn 2 năm nữa cơ thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được và hiện tại chúng ta thấy rất là nhiều những ngân hàng theo hướng là số, theo hướng cập nhật đến fintech và họ đã phát hành rất là nhiều thẻ nội ghi nợ nội địa của họ là thẻ chip rồi và đến mốc 2 năm rưỡi nữa thì tôi tin là mục tiêu này sẽ thành công. Tuy nhiên, để việc chuyển đổi thành công, các ngân hàng cần có kế hoạch cụ thể và chiến lược phù hợp với điều kiện cơ sở của từng ngân hàng. Có như thế, việc chuyển đổi mới đem lại hiệu quả cao cho các ngân hàng và khách hàng. Các ngân hàng nên có cái sự phân loại cũng như là ưu tiên để từ đó có cái lộ trình mà nâng cấp cho phù hợp. Không thể chúng ta cùng một lúc chúng ta có thể làm nâng cấp ngay tất cả các hệ thống liên quan đến việc đáp ứng chuẩn thẻ chip. Nhưng mà chúng ta có thể đưa ra những cái lộ trình, những hệ thống nào cần phải ưu tiên nâng cấp trước trong năm nay hay năm sau. Rồi dần dần chúng ta có những cái việc nâng cấp bổ sung sau cho những hệ thống ít quan trọng hơn. Thì đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là chúng ta cũng nên tăng cường việc đào tạo nhận thức cho người sử dụng dịch vụ. Để từ đó chúng ta có thể đặt huy động cũng như là mong được cái sự đồng lòng hỗ trợ của những người sử dụng dịch vụ. Còn theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng, xu hướng sử dụng thẻ dù là thẻ từ hay thẻ chip đang giảm đi, nhường chỗ cho các phương thức thanh toán hiện đại hơn qua điện thoại, qua ví điện tử hay thanh toán không tiếp xúc. Do đó, việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip trong năm 2020 khả thi vẫn cần được xem xét phù hợp. Tôi cho rằng là song song với việc chúng ta phát triển ngân hàng số như đã phân tích, thì cũng có thể có một cái lộ trình để chúng ta chuyển đổi cái thẻ từ sang thẻ chip cho nó phù hợp. Nhưng rõ ràng là không quá nhiều. Bởi vì bản thân hiện nay thì thẻ từ của chúng ta đã có khá nhiều thẻ rác như là chúng ta đã phản ánh thời gian vừa qua. Đâu đó là chỉ có khoảng độ 55-60% thẻ hiện nay của chúng ta là đang hoạt động, còn lại nó là thẻ rác. Như vậy thì trước mắt rõ ràng chúng ta cũng cần phải rà soát lại câu chuyện thẻ rác để tránh lãng phí đã. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu là tập trung là
tính toán xem là trong cái số thẻ chúng ta đang dùng hiện nay thì cái việc chuyển đổi sang thẻ chip nó nên được tiến hành như thế nào. Song song với việc phát triển ngân hàng số, cần có lộ trình chuyển đổi sang chip nhưng không cần quá nhiều vì thẻ từ có quá nhiều thẻ rác, đâu đó 60% đang hoạt động còn lại là rác để tránh lãng phí, sau đó mới tính toán xem việc chuyển đổi sang thẻ chip ở mức bao nhiêu. Hiện Ngân hàng Nhà nước đã thí điểm xong việc chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip, dự kiến trong năm nay sẽ ban hành bộ tiêu chuẩn chung để các ngân hàng thương mại có thể chuyển đổi. Để quá trình chuyển đổi được nhanh chóng thì nỗ lực của từng ngân hàng sẽ là chưa đủ mà cần phải có tầm chỉ đạo vĩ mô. Trên cơ sở đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ tiến hành thực hiện đồng bộ, thống nhất và giảm thiểu được chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện. Chương trình tạp chí ngân hàng tuần này xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.